Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ tô màu chú hải cẩu. Bây giờ mình sẽ tô màu bạn nè. Như vậy là sản phẩm sắp có tem đã tô xong. Các bạn đừng quên để like và đăng ký kênh của mình nha. Bây giờ mình sẽ cho chú kêu con các bạn ạ. Các bạn nhớ để like và đăng ký kênh của mình nha. Như vậy là sản phẩm nha sĩ của mình thì đây là kết thúc của nhà các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình like và đăng ký kênh, mình cảm ơn rất nhiều. Và đây là sản phẩm gia đình gấu của mình cũng đã kết thúc được các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào bạn, hôm nay tôi có nến xanh sản phẩm chị cũng đến đâu rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm cậu bé xây nhà, các bạn cùng lắng nghe. Và đây là sản phẩm đàn guitar, các bạn hãy cùng chờ đón xem mình nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm đôi bạn thân. Đây là đôi bạn thân sóc nha các bạn ơi. Các bạn như vậy là mình đã tô xong một video về chú kiểu con. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là chú hải cẩu mình đã tô màu xong rồi. Các bạn thấy có đẹp không? Như vậy là video mình kết thúc rồi nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Như vậy là con nhím xanh mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn, ngày mình sẽ tôi mở dấu túi nhỏ, bây giờ mình sẽ tôi mở các bạn ạ.
Như vậy là sản phẩm cộng bé đang xây của mình kết thúc tại nhà các bạn rồi. Các bạn thứ hai hãy cho mình nhận lại việc đăng ký kênh. Mình xin chào tất cả các bạn. Đây là sản phẩm đàn guitar của mình cũng đã hoàn thành. Các bạn thấy mình tô màu có đẹp không? Những màu sắc đưa ra này. Và đây là sản phẩm đôi bản thân. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu sư tử bố. Bây giờ mình sẽ tô màu nha. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm sâu mặt cười các bạn ơi. Đây là sản phẩm sâu mặt cười của mình. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con lợn hồng nha các bạn ơi. Xin chào các bạn, mình sẽ tô màu chim mỏ dài. Và đây nữa, sản phẩm ông mặt của mình các bạn ạ. Các bạn cùng đón xem nha. Các bạn ơi, như vậy là mình đã hoàn thiện xong được một video tô màu về con sư tử rồi. Vậy là video mới kết thúc nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Như vậy là gấu tôi nhỏ, mình đã hoàn thiện xong được một video. Như vậy là video mới kết thúc nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn, như vậy là mình